Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Video ngày hôm nay thì nói chung nó cũng ngắn thôi, thì em cũng xin tóm tắt đầy đủ cái nội dung và đủ cái ý để cho quý vị cô bác, quý cô bác anh chị mình có thể được hiểu là chú ý về cái vấn đề này. Thì đối với những ai mà mình đã từng đi về Việt Nam nhiều lần thì chắc quý vị mình cũng am hiểu tường tận về quy định, về những cái mà cái khâu nhập cảnh đại khái là các bước của nó như thế nào hết rồi. Tuy nhiên thì một cái sự việc này, thưa quý vị, mới đây thì nó đã xảy ra, cũng gọi là bất ngờ. Bất ngờ với một vị Việt Kiều này mà khiến cho vị này là nôm na phải kẹt ở Việt Nam. Và phải nói sau đó thì nó còn nhiều cái rắc rối lắm quý vị. Thì chuyện nó là như thế này đây. Em xin đọc được một cái comment của một vị khán giả ở nước ngoài gửi về cho, gửi cái comment này đã viết như thế này. Thì em xin được chia sẻ chuyện Việt Kiều có hai hộ chiếu, tức là có cái B, cái A và cái B. Thì xin lưu ý mấy anh quý cô bác anh chị mình sử dụng hai cái hộ chiếu, thứ nhất là hộ chiếu Mỹ, thứ hai là cái hộ chiếu của nước khác. Ở đây là cái trường hợp này là cái hộ chiếu Việt Nam, tức là hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu Việt Nam. Thì khi mà về Việt Nam á, lúc mà trình hai cái hộ chiếu cho hải quan sân bay để mà họ kiểm tra, thì tức là hải quan họ sẽ phải đóng cái dấu vào cái hộ chiếu Việt Nam. Thì lúc này nhập cảnh thì cái con dấu có cái hình mũi tên đi vào á, ngày tháng và bạn đi vào, thì có một cái người quen, một cái đồng nghiệp của tôi đã đi về Việt Nam. Thì cái thời điểm cụ thể là vào tháng 2 năm 2023, sau khi mà trình hai cái hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu Việt Nam. Thực sự là không có cần thiết phải đưa ra hai cái hộ chiếu khi mà về Việt Nam, nhưng mà cái người bạn của tôi nó không có rành, hoặc là có lẽ là hải quan người ta hỏi từ đâu về rồi được đóng dấu vào cái hộ chiếu. Thì cho đến một tháng sau khi mà về lại Mỹ, thì lúc mà ra sân bay, người bạn này mới trình hai cái hộ chiếu cho hải quan tại cửa khẩu, thì mới phát hiện ra cái con dấu đã được đóng ở trên hộ chiếu Mỹ chứ không phải là đóng trên hộ chiếu Việt Nam. Cho nên là người này thì không được cho đi về Mỹ. Thì tôi nghe như vậy, tôi mới hỏi nếu mà như vậy thì hải quan người ta đóng cái con dấu đi ra ở trên cái hộ chiếu Mỹ á, cũng được. Mà ví dụ cái con dấu đi vào mà đã được đóng ở trên hộ chiếu Mỹ thì khi mà đi ra thì cũng được gọi là đóng ở trên cái hộ chiếu Mỹ thì cũng hợp lý. Nhưng mà cái sự việc rắc rối ở cái chỗ là cái hộ chiếu Mỹ lúc mà đi vào á, thì không có cái visa Việt Nam. Thì người này mới trình bày là nếu mà đã có cái hộ chiếu Việt Nam thì tôi đâu có cần phải xin cái visa Việt Nam đâu. Thì cái visa không có cần cái visa cũng đi vô được. Thì tại vì cái hộ chiếu Việt Nam là công dân Việt Nam. Mà em xin được đọc tiếp là nghe nói là người này đã chạy đến Tổng lãnh sự Mỹ để mà xin can thiệp. Vì nghĩ mình là công dân Mỹ thì sẽ được cái người ta giải quyết. Nhưng mà không được. Tại vì sao? Không được ở đây vì lãnh sự quán người ta nói là cái trường hợp này đó là một cái sự nhầm lẫn của hải quan Việt Nam. Thì nói chung là cần phải gặp cái hải quan Việt Nam để mà giải quyết. Thì tôi nghĩ ở đây á, có nghĩa là người mà đóng cái con dấu và viết á, thì theo như tôi nghĩ thì người hải quan Việt Nam, người này có cái trình độ nghiệp vụ còn yếu, cho nên là đã có một sự nhầm lẫn ở đây. Còn đồng nghiệp của tôi có nghĩa là cái người mà người ta bị cái trường hợp này, đã bị cái chuyện này, thì người đồng nghiệp của tôi thì lại nói với hải quan là cố ý đóng dấu sai cái hộ chiếu để mà làm .. thì rất là nhiều nguyên nhân quý vị. Vì người quen của đồng nghiệp của tôi thì đã bỏ ra một cái số tiền lớn để mà giải quyết cái vụ việc này, tương đương gần hai cái vé khứ hồi để mà đi từ Mỹ về Việt Nam. Nếu mà có trình hai cái hộ chiếu, sau khi mà nhận lại hai cái hộ chiếu, bà con phải xem cái hộ chiếu của mình Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam đã có đóng dấu nhập cảnh hay chưa. Nếu mà sai thì phải giải quyết cái vụ này liền ngay lập tức. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài comment này đã được một vị Việt Kiều này, người ta đã viết và người ta chia sẻ để mà cái câu chuyện của người bạn người ta, để mà cho quý cô bác anh chị mình có thể lắng nghe. Thì bây giờ như vậy nè,
em xin được giải thích cũng như là phân tích ngắn gọn, tóm tắt sơ qua cái chuyện này, cũng như là có một cái lời giải thích ở đây. Như là cái trường hợp này, thưa quý vị, nếu mà đi á, cầm hai cái hộ chiếu, một cái hộ chiếu Mỹ, một cái hộ chiếu Việt Nam, tức là người này hai quốc tịch, thì nếu mà trong cái trường hợp này chỉ cần trình cái hộ chiếu Việt Nam ra để mà đóng dấu đi vào là có thể được rồi. Rồi khi đi ra thì tại vì là công dân Việt Nam mà trình cái hộ chiếu Việt Nam thì đóng dấu rồi thì đi ra, tức là xuất cảnh đi về Mỹ, thì lúc này thì người ta mới đưa ra thôi, đưa cái hộ chiếu. Nhưng mà trong cái trường hợp mà này thì lúc mà đi vào lại đóng dấu vào cái hộ chiếu Mỹ, quý vị. Rồi khi mà đi ra, đưa cái hộ chiếu ra thì bắt đầu người ta nói bây giờ trước đó đã nhập cảnh vô, đóng dấu vô cái hộ chiếu Mỹ, sao mà không có cái visa. Rồi có một sự ngớ ngẩn ở đây. Nếu mà thực sự là hai cái hộ chiếu, hai quốc tịch thì cần phải có visa, quý vị. Như vậy thì quý vị thấy có đúng không ạ? Cần phải có cái visa, đã là công dân Việt Nam thì làm sao mà cái visa không có được. Thì nhưng mà ngặt một cái đóng vô cái hộ chiếu Mỹ thì khi mà đi ra bắt buộc đâu đó thì cái sự rắc rối thôi, quý vị. Bây giờ thì em mới nói về cái chuyện trường hợp nào thì mình cần xuất trình cái visa. Thì thực ra thì cái câu hỏi này thì em nghĩ là ai người ta cũng biết hết. Ví dụ như là một cái ông Tây, ông tới Việt Nam, thì ví dụ như cái ông Mỹ, ông tới Việt Nam, hay là một cái người Đức, người ta tới Việt Nam, là một cái người Pháp đi, người ta đến Việt Nam, người ta là người nước ngoài, ngoại quốc, cũng giống như là quý vị là người Việt Nam mình, nhưng mà quý vị đã đi Mỹ lâu rồi, mình vô cái quốc tịch lâu rồi, thì mình không còn cái quốc tịch Việt Nam nữa, không có còn dính líu đến gì đến Việt Nam nữa, thì mình chỉ có một cái quốc tịch duy nhất của mình, là ví dụ như quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp, quốc tịch Đức đi, hoặc là quốc tịch Canada, quốc tịch Úc. Thì mình đến Việt Nam lúc này mình cần có cái visa Việt Nam. Nếu như mà cái đất nước của mình mà trong cái công ước có visa, có cần phải xin visa không, thì nếu cần thì phải có cái visa là người ngoại quốc, thì phải có visa là người ngoại quốc hoặc là người Việt gốc Mỹ, ví dụ là như vậy, hoặc là người Việt, hoặc là người Canada gốc Việt tới Việt Nam vẫn có cái visa. Còn trong cái trường hợp này rõ ràng là người hai quốc tịch, cũng có quốc tịch Việt Nam, cũng có quốc tịch Mỹ, thì cần cái visa để làm gì, phải không quý vị? Đây thực sự thì vô cùng cũng không muốn nói về cái chuyện trình độ nghiệp vụ hay là cái chuyện .. này kia, không muốn nêu ra những cái gì mà mình không có căn cứ thì mình không nói được này kia, mình chỉ lập comment thôi, thì người ta biết sao mình biết vậy, thưa quý vị, trình bày như vậy thôi, bàn luận về cái lý do cụ thể là cái gì. Tuy nhiên thì nếu như mà một người gọi là nhân viên an ninh của sân bay xuất nhập cảnh, đại khái nói chung á, thì người mà làm về cái thủ tục đóng mộc để mà nhập cảnh và đóng mộc để mà xuất cảnh, thì người ta phải thừa biết một điều rằng khi mà một người ngoại quốc đi vào Việt Nam, dĩ nhiên thì xem cái passport và xem cái visa có hợp lệ hay không. Còn nếu mà một người Việt Nam từ nước ngoài về nước thì họ phải xem là có đầy đủ giấy tờ và hộ chiếu hay không. Khi mà đóng vào thì cái con dấu đóng vào đóng ra phải cho nó hợp lệ và đúng cái trường hợp của người ta, thì như vậy sẽ tránh được cái sự rắc rối. Và câu chuyện hôm nay cũng như là cái bản tin, cái câu chuyện em muốn kể ngày hôm nay, thì quý vị có nhận định hay là cái đánh giá nào, có thể bình luận ở dưới để em và mọi người được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.